Nên cây xoan. Quả này thì không 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 chuyển đi đâu được, chỉ có sút vào cây. Hết chỗ chuyển, tụt xuống là chỉ có lóc lồng. Đánh vào một mặt cái vướng một cành tre này hơi 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 nhiều cành để lung tung chuyển. Sao nó không bám chặt như ở lồng một mặt nhỉ? Nó nhìn cái này cái kim loại khác. Vậy xong con này về là đẹp. Ấy, ấy, ấy. Nó phải chuyển xuống dưới nữa cơ, nhỉ? Đấy cái cành thấp hơn cái lồng nhỉ thì mới đá. Nếu con nó đá tạt thì đừng để đá luôn. Đừng để đá luôn thì ăn cứt. Lý do? Mít. Mít cả. Đá thì mới đẹp, còn nhảy như kiểu gọi là nhỡ chân bên kia gì. Ấy. Đá. Cúi qua đấy mà trượt ra ngoài ăn cứt này. Lại lên đến lên thế này. Thôi hỏng hỏng hỏng. Mái rồi. Mái cái xấu. Mua máy các kiểu thế mà lại không bay ra mà thút luôn mình. Sang đấy. Đá. Quay đá chắc. Đi. Không đá em đi vào. Con mồi vẫn yếu được, chưa căng này. Đấy, cành chết đấy. Đấy. Sút rồi. Ôi giời. Lại có bò. Bò này chắc có bò người đằng sau.